Suy niệm lời Chúa, canh thức vượt qua. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ông Phêrô cũng đứng lên chạy ra mộ, nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn những khăn liệm thôi. Suy niệm. Việc các bà đi ra mộ để sức thuốc thơm cho xác Đức Giêsu là việc bình thường. Thế nhưng trong chuyến đi này, các bà rồi đến các môn đệ đã trải qua từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Những dấu hiệu của sự chết biến mất, phiến đá lấp cửa mộ đã được lăn ra một bên. Xác thầy Giêsu không còn nữa, trong mộ chỉ còn có khăn liệm. Thay vào đó có hai người có y phục trắng tinh báo tin Chúa đã sống lại. Trước những sự việc này, các môn đệ ban đầu cho là vớ vẩn, thế rồi cũng lo lắng chạy đến xem và cuối cùng tin nhận Chúa đã sống lại. Mầu nhiệm phục sinh chính là mầu nhiệm thấy người sống lại ở giữa kẻ chết. Có những sự việc xảy ra trong đời khiến bạn thất vọng, không thể nào tìm thấy được một chút ánh sáng cuối đường hầm. Nhưng không phải là tuyệt vọng đối với những ai biết suy ngẫm bài tin mừng hôm nay. Đức tin và những trải nghiệm của các môn đệ trong biến cố phục sinh đã củng cố những gì đang diễn ra quanh chúng ta, dù khi phải đối diện với những việc mà ta cho là phi lý. Trong đời bạn, có biến cố nào đã xảy ra khiến bạn ngỡ ngàng và hầu như đã thất vọng hay không? Bạn nhận ra được sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh và đức tin của bạn được Ngài củng cố như thế nào? Sống lời Chúa hôm nay, ta hãy dành ít phút để suy niệm lại bài tin mừng canh thức vượt qua hôm nay và xin ơn để nhận ra Chúa phục sinh vẫn đang hiện diện trong cuộc đời của bạn. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin dẫn con đi theo con đường mà Chúa đã dẫn dắt các môn đệ xưa kia, cho dù cuộc đời có nhiều khúc quanh khiến con ngỡ ngàng và không hiểu nổi. Amen.